cần nói đâu đúng không? Ờ, không cần nói. Đây. Đây em mở này. Đây là thứ nhẫn ạ. À. À. Dạ. Bà ơi. Ơi. Hôm qua mới để ra cái chỗ cửa nhà ông Mai cho mà. Con này làm rơi hết đất rồi. Quên bí. Thế bao giờ đi làm rồi ạ? À?